Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ về đây để cùng nhau mừng lễ Thánh Trinh Nữ Maria Goretti Tử Đạo và cùng với ca đoàn Maria Goretti kỷ niệm 32 năm thành lập và mừng lễ Quan Thầy. Đây quả thật là một dịp tuyệt vời để chúng ta cùng nhau suy tư về một chủ đề mà có lẽ ai trong chúng ta cũng quan tâm. Đó chính là khoảnh khắc nào là khoảnh khắc làm cho chúng ta hạnh phúc nhất. Ai trong chúng ta trong cuộc sống này cũng mơ ước mình có một cuộc sống hạnh phúc, và chúng ta cũng luôn luôn cầu chúc cho nhau được hạnh phúc. Nhưng mà khoảnh khắc nào trong cuộc sống làm cho chúng ta hạnh phúc và lúc nào thì là hạnh phúc nhất, có lẽ nhiều người không xác định được. Bởi vì giữa dòng đời này chúng ta thấy có những người nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc khi tôi được ăn một món mà tôi yêu thích. Có người thì bảo tôi hạnh phúc vào chính khoảnh khắc mà tôi mua được món đồ mà tôi thích. Có người lại bảo là tôi hạnh phúc khi tôi được làm cái điều mà tôi thích. Có người lại bảo hạnh phúc là cái khoảnh khắc được một chàng trai tỏ tình với mình. Hoặc đổi ngược lại, đó là hạnh phúc chính là lúc mà được người yêu nhận lời làm cô dâu của làm vợ của mình, vân vân. Có biết bao nhiêu quan điểm, biết bao nhiêu cách nhìn khác nhau. Nhưng mà lúc nào là lúc làm cho chúng ta hạnh phúc thì chưa chắc đã xác định được. Bởi vì đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa khoảnh khắc được no thỏa, khoảnh khắc được thỏa mãn và khoảnh khắc được hạnh phúc. Những cái đấy nó khác nhau. Bởi vì no thỏa thì làm cho chúng ta thích đấy, thỏa mãn làm cho chúng ta có vẻ khoái trá đó, nhưng mà dần dần có thể dẫn chúng ta đến lệ thuộc, đến nô lệ cho những điều mà chúng ta thích. Ai thích mua sắm thì dần dần làm nô lệ cho mua sắm. Ngày nay rất nhiều người bây giờ trở thành con nghiện mua online chẳng hạn, có bao nhiêu tiền đốt sạch sành xanh, rồi có biết bao nhiêu người thì nghiện cái này, nghiện cái kia, bởi vì tưởng rằng lúc tôi được làm điều tôi thích là lúc tôi thích nhất. Nhưng mà cứ thích dần thì trở thành nô lệ cho những gì mình thích. Cho nên lúc mà mình thích nhất cũng chưa chắc là lúc mình hạnh phúc nhất. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người đi làm, hỏi họ có hạnh phúc khi họ lao động không? Có hạnh phúc khi mà làm công việc mình đang làm không? Thì rất nhiều người lắc đầu nói tôi chẳng thích việc tôi làm thế nào cả. Tôi cũng chả hạnh phúc gì với công việc tôi đang làm cả. Thế vậy lúc nào thì hạnh phúc nhất khi đi làm? Mỗi lúc nghe hai tiếng tinh tinh lương vào tài khoản mất rồi. Vậy rốt cuộc lúc nào là lúc hạnh phúc nhất? Và nhà tâm lý học Mike Hurley là một nhà đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu khoảnh khắc làm cho con người được hạnh phúc. Và ông ta đã viết ra một cuốn sách để tổng kết cái công trình nghiên cứu của ông ta. Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt có tên là Dòng Chảy. Dòng chảy nghĩa là gì? Dòng chảy diễn tả tâm trạng của con người ở cái khoảnh khắc, gọi là cái khoảnh khắc mà toàn bộ tâm trí, tâm hồn và thân xác của người đấy là một. Và người đấy hoàn toàn hòa mình vào cái việc mà họ đang làm với tất cả niềm vui, với tất cả sự đam mê, với tất cả sự nỗ lực của họ. Và khi nào con người đạt được cái khoảnh khắc đấy thì con người hạnh phúc. Đấy là theo kết luận nghiên cứu của nhà tâm lý học Mike Hurley. Và chúng ta suy gẫm xem, quả thật, ngày hôm nay con người ta cái dở nhất ở chỗ là đang làm việc này thì lại nghĩ tới việc khác. Và cuối cùng thì người ta cứ làm một lúc hai ba việc và chả vui với cái việc gì cả. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người vừa ngồi học bài lại vừa xem phim online. Có người lại vừa chơi game lại vừa cái gì đó. Có người vừa đi làm lại vừa mua bán online, vân vân, và chả có hạnh phúc với bất cứ một cái việc gì mình làm. Mike Hurley khẳng định rằng khi con người hoàn toàn tập trung, có nghĩa là tâm trí của họ tập trung vào một việc duy nhất thôi, và họ hoàn toàn dành tất cả sự tập trung đó, sự đam mê đó và con tim của mình vào đó, thì người ta đạt được cái trạng thái hạnh phúc nhất. Bởi vì người ta đang nghiên cứu phản ứng ở trên não bộ, mà người ta thấy vào cái khoảnh khắc như vậy thì sóng não và tất cả các cái lượng hormone và các cái phản ứng cơ thể về nhịp tim trong con người đạt tới mức độ hoàn hảo nhất. Điều đó làm cho con người, và người ta khẳng định được như thế mới là hạnh phúc.
Như vậy chúng ta thấy không? Có nhiều lúc chúng ta tưởng là hạnh phúc nhưng không phải là hạnh phúc. Mà chỉ khi nào mình đạt được cái trạng thái đó thôi. Nhưng đấy là khoa học. Thế liên quan gì đến đức tin của chúng ta? Đối với con người bình thường, khoảnh khắc được hài hòa nhất và tập trung nhất, có nghĩa là hòa hợp tâm hồn, thân xác và tâm trí của mình là một, là khoảnh khắc làm cho con người ta hạnh phúc. Nhưng mà những lúc gặp khó khăn thì sao? Những lúc gặp thử thách thì sao? Những lúc mà bị vợ dỗi không thèm nói chuyện thì làm thế nào bây giờ? Đó, những lúc mà bị chồng không đưa lương hàng tháng thì làm nào bây giờ? Làm sao mà có thể có được một lòng, một ý vào lúc bấy giờ? Nên không dễ tí nào cả. Và trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu lúc chúng ta gặp khó khăn, gian nan, thử thách, nhất là trong đời sống đức tin của chúng ta. Nên chúng ta được mời gọi khám phá một mức độ hạnh phúc cao hơn cả mức độ mà tâm lý học khẳng định. Vậy lúc mức độ đó là mức độ nào? Thưa chúng ta lắng nghe các bài đọc Thánh Kinh ngày hôm nay, chúng ta có thể khám phá ra được. Trong bài đọc thứ nhất, bài trích sách Khôn Ngoan nói về khoảnh khắc của những người công chính mà bị bách hại và phải chết. Nhưng mà Thánh Kinh, tác giả sách Khôn Ngoan lại khẳng định chính trong giây phút đó tâm hồn của họ lại chan chứa bình an, bởi vì họ ở trong tay Thiên Chúa. Rồi trong bài đọc thứ hai, thư gửi tín hữu Roma, chúng ta vừa nghe trong gian nan thử thách thì làm cho chúng ta sinh ra lòng kiên nhẫn, dẫn đến sự trung kiên. Và khi chúng ta trung kiên thì sinh ra niềm hy vọng. Và khi tràn trề niềm hy vọng thì điều gì đảm bảo cho niềm hy vọng đó? Thánh Phaolô khẳng định, bởi vì Thiên Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài vào tâm hồn của chúng ta. Và ý Thánh Phaolô muốn nói tới cái gì? Đó chính là khoảnh khắc mà con người được kết nối với Thiên Chúa và đón nhận được tình yêu tràn trề được tuôn chảy từ Thiên Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta. Đó là khoảnh khắc mà gian nan thử thách không làm gì được con người, nhưng đưa con người đi đến sự kiên nhẫn, trung kiên và chan chứa hy vọng. Và rồi trong bài tin mừng, Chúa Giêsu khẳng định không có điều gì ở trên thế gian này có thể làm cho chúng ta sợ hãi cả nếu như chúng ta thực sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Như là con chim sẻ chẳng đáng giá đồng nào, nhưng cuộc sống của nó cũng chan chứa niềm vui vì nó luôn bay nhảy, luôn luôn hát ca, bởi vì nó luôn luôn ở trong tay của Thiên Chúa. Nếu con người của chúng ta đạt tới niềm tin và tín thác như thế thì chắc chắn là chúng ta cũng đạt tới niềm vui và bình an sâu thẳm. Vậy chốt lại, khoảnh khắc nào làm cho chúng ta hạnh phúc tuyệt vời? Thưa, đó chính là khoảnh khắc mà chúng ta thánh nhất. Và thánh là lúc nào? Thưa, thánh là lúc chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa. Như trong bài đọc thứ nhất, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Như trong bài đọc thứ hai, tình yêu của Thiên Chúa tràn trề trong tâm hồn của những người tràn đầy hy vọng và trung kiên, trọn vẹn niềm hy vọng và trung kiên nơi Đức Giêsu mà thôi. Và trong bài tin mừng, đó là hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, là đấng làm chủ cả thân xác và tâm hồn của con người, mỗi người chúng ta. Như thế, khi chúng ta thánh nhất, khi chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa, là lúc làm cho chúng ta hạnh phúc tràn trề và trọn vẹn nhất. Vậy ngày hôm nay, ca đoàn Maria Goretti chúng ta mừng 32 năm thành lập và mừng lễ quan thầy. Có liên quan gì đến ca hát của chúng ta nhỉ? Có liên quan gì đến hát thánh ca của chúng ta? Chúng ta vẫn nghe câu nói rất là phổ biến của Thánh Augustino, đó là hát hay là hai lần cầu nguyện. Vậy chúng ta hiểu điều này như thế nào? Cứ hát hay là hai lần cầu nguyện. Tôi thì không biết là Thánh Augustino có ý nói gì, nhưng mà tôi xin giải nghĩa đơn giản như thế này. Hát hay là hai lần cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo định nghĩa rất đơn sơ, đó là cầu nguyện là nâng tâm hồn lên tới Chúa. Có nghĩa là đưa con người đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đấy chính là khoảnh khắc thánh mà chúng ta có trong đời sống hàng ngày khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta kết hiệp với Chúa. Mà bây giờ hát lại còn là hai lần cầu nguyện nữa, thì chắc chắn là hát nâng tâm hồn chúng ta lên với Chúa một cách gần hơn, mạnh mẽ hơn và thân tình hơn nữa.
Nhưng mà tôi hiểu cái ý này khác nữa. Hát hay là hai lần cầu nguyện ấy, bởi vì cầu nguyện cá nhân thì nâng tâm hồn lên với Chúa, nó có một gì, có một tương quan con người với Chúa thôi. Nhưng mà hát hay đó, nhất là ca đoàn Mario Goretti, chúng ta hát nhiều bài tuyệt vời làm sao? Chúng ta giúp cho cộng đoàn cầu nguyện, chúng ta giúp cho những người khác, không phải chỉ người hát mà cả những người nghe, những người được thông phần vào cũng được gì? Cũng được nâng tâm hồn lên với Chúa. Như vậy thì niềm vui được nhân lên gấp bội, được nhân lên gấp là nhiều. Cái sự nâng lên đó không phải chỉ mình, mà người nghe, người khác cũng được nâng lên nữa. Thì như thế có thể không phải là hai đâu mà N lần cầu nguyện đó, rất nhiều lần để được nâng lên, được kết hiệp với Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, hát là một phương thế làm cho con người giải tỏa những căng thẳng. Hát là phương thế làm cho con người cắt đứt những lo âu buồn phiền. Nhưng đồng thời hát cũng là khoảnh khắc làm cho tâm hồn của con người được thăng hoa, được nâng lên. Và hát thánh ca thì nâng tâm hồn lên với Chúa và nâng đỡ nhau để cùng nâng nhau lên với Chúa và hiệp thông với nhau. Vậy hát như thế nào thì mới gọi là hát hay? Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh nữ Maria Goretti. Thánh nữ, chúng ta chỉ cần nhìn vào một khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời. Cả tâm hồn và thân xác của Thánh nữ không để cho những đam mê và bạo lực của một chàng trai làm dập tắt một con tim, mà con tim của Ngài hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Ngài hát dâng lên Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và thân xác của mình, không phải chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng tất cả con người của Ngài. Cho nên cái chết của Ngài và khoảnh khắc mà Ngài tha thứ cho anh chàng mà hại Ngài đó là khoảnh khắc mà Ngài hoàn toàn phác họa khuôn mặt và tình yêu của Chúa Giêsu. Như thế mỗi người ca viên của chúng ta khi hát, chúng ta được mời gọi không phải chỉ hát bằng môi miệng, nhưng chúng ta được mời gọi hát bằng tất cả trái tim của chúng ta. Khi tất cả tâm hồn của chúng ta, thân xác của chúng ta, môi miệng của chúng ta hòa quyện làm một với nhau, và rồi chúng ta hát không còn chỉ là hát, mà là toàn bộ con người của chúng ta có thể được nói là đạt tới một tình trạng nên một, vừa trong ca hát nhưng mà nên một trong Thiên Chúa. Đó là tâm hồn chúng ta lúc này nhảy nhót và ca mừng trong Thiên Chúa là đấng cứu độ, mà tâm hồn và con người của chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa và chúc tụng Ngài. Khi chúng ta hát, chúng ta đạt tới mức độ như vậy thì quả thật chúng ta đang cầu nguyện, đang say đắm và đang chìm đắm trong Thiên Chúa, và chúng ta đang hát lên những bài ca chúc tụng, ngợi khen và cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời và trong đời sống của chúng ta, và chúng ta cũng đang giúp cho nhau cảm nếm được như thế. Như thế, hát thánh ca là một phương thế giúp cho chúng ta sống thánh, sống hạnh phúc thực sự và sống hạnh phúc trọn vẹn, là kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa, và nhất là khi chúng ta hát với tất cả tâm hồn và thân xác của chúng ta. Ước gì ca đoàn của chúng ta khi mừng lễ Thánh nữ Maria Goretti và khi suy gẫm về khoảnh khắc hạnh phúc và lắng nghe lời Chúa ngày hôm nay, giúp cho chúng ta luôn luôn đạt tới được sự hiệp thông với Thiên Chúa và luôn luôn cảm nếm được hạnh phúc sâu xa mỗi khi chúng ta hát, và hát bằng tất cả con tim và thân xác của mình. Amen.